Có tin gì mới không ông? À, đây có cái tin nóng đây. Ờ, qua, tin nóng sốt dẻo. Con ngồi đây, ba đọc cho Ngon nghe. Dạ. Ngồi đi. Đây nè, trong những ngày gần đây, rất nhiều phụ nữ ở độ tuổi 20 tới 25 liên tục bị cướp và hành hung. Đối tượng chủ yếu là những phụ nữ đi trên đường một mình. Tội phạm thường xuyên gây án ở vùng ven quận 2 và quận 9. Chà, tình hình sao giận nó căng quá con. Ôi trời ơi, sợ quá. Ở khu vực nhà mình mà. Dạ rồi, ai mà thèm rớ không biết nữa. Không sao đâu, không sao đâu. À, nhưng mà nói chung cô cũng phải cẩn thận. Dạ, sao con mời mọi người ạ. Cô ơi, ở ngày mai mọi người đi xuống nước nóng rồi ở lại một đêm luôn hả con? Ừ, đúng rồi đó con. Dạ. Em đang suy nghĩ coi ngày mai có nên đi hay không đây nè. Sao vậy? Cả năm trời rồi nhà mình có đi đâu chơi đâu. Với lại tắm xuống nước nóng tốt sức khỏe lắm á. Đúng rồi, đi đâu cũng phải có hai vợ chồng nó mới vui con. Đúng rồi đó ba. Phải đó, có cô đi chung mới trọn vẹn chứ. Ủa, chị Tâm Ý, chị lựa dây chai đi bán hả? Ừ. Đem phụ cho. Ê, không cần đâu, mấy cái này tôi làm được rồi. Thôi đem phụ cho mà. Thôi, không cần đâu mà. À, chị biết tin gì chưa? Hả? Khu mình mới có biến thái á, chị ra đường nhớ cẩn thận nha. À, tin này tôi có nghe rồi. Thôi nhưng mà tốt nhất á là chị đừng ra đường luôn đi, cho đến khi thằng biến thái bị bắt. Ủa sao vậy? Không ra đường sao được? Chị là đặc biệt phải cẩn thận á. Sao đặc biệt? Tại vì chị dễ thương. Sao vậy anh? Có chuyện gì nữa? Không hiểu sao luôn á. Từ đường siêu thị về đây hả? Tôi bị dân phòng á chặn đường 3 lần. Ủa gì kỳ á? Từ đây về nhà còn tịt mà người ta kiểm tra anh gì? Thì đó, bộ nhìn anh giống biến thái lắm hả? Thì thật ra thì nhìn sơ sơ anh có giống biến thái gì đâu. Nhìn gần mới thấy giống. Tôi nhỏ rồi anh nói vậy. Em nói gì? Em nói gì? Em giỡn thôi mà. Alo, em nghe. Cà phê của em đây. Cảm ơn anh. Ừ. Là có chuyện gì nữa hả? Còn hỏi nữa, có người yêu mà không có quan tâm gì hết trơn. Ờ, có hơi vô tâm thiệt. Còn dám nói vậy nữa. Thì anh bù lại nè, hôm nay anh sẽ hộ tống em về nhà, được chưa? Cũng không cần anh hộ tống lắm đâu. Tại vì em nói cho anh biết, nếu như mà đích thân em mà gặp cái tên biến thái đó hả, em một cái cho nhường tử luôn á. Em không sợ hả? Tại sao anh phải sợ? Ủa, anh không biết gì hết hả? Biết gì? Bạn gái anh nó là một dân vua Việt Nam thứ thiệt đó. À, em có học võ hả? Ừ, em nói thiệt mà. Hồi nhỏ đó là em học quá là em đứng nhất lớp luôn á. Ờ. Nhìn em mỏng manh vậy thôi, dịu dàng vậy thôi, chứ hả trong người em đụng một cái là em trụng liền á. Ờ. Nè, thái độ anh vậy là anh không tin em là biết võ thiệt đúng không? Đâu có, anh tin em mà. Không, không thấy anh tin em. Đứng lên. Cái gì? Đứng lên qua đây em làm thử cho anh coi. Gì làm ở đây hả? Em chứng minh cho anh nè. Ở đây luôn. Đi đứng lên, đứng lên, đứng lên. Bây giờ anh giả bộ là tấn công em đi. Tấn công sao? Ở đây, qua đây đứng, qua đây đứng. Nha, kiểu anh đang đi đường cái từ đằng xa anh ôm chầm với em. Em sẽ dùng cái thế võ của em xin.
làm cho anh đau đớn. Thiệt luôn hả? Thiệt. Rồi vậy nha, đó anh đang đi ngoài đường nè. Rồi đó. Anh là Di Sòn đúng không? Anh là đúng rồi, anh là tên biến thái đó. Ok rồi, đang đi đi. Đang đi. Đúng rồi. Đúng rồi. À, tên biến thái đây rồi. Đúng rồi. Hoàng phí giả bộ thôi mà. Thì giả bộ nè. Giả bộ giật quá nè. Nè, hiểu rồi. Giả bộ kia làm vậy để hôn em đúng không? Đúng rồi. Phải, em nói thiệt, em có giỡn thiệt. Được rồi, ôm đàng hoàng đi, đi đông người lắm. Phải, không phải vậy, cái này. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, cái chiêu này nè. Đâu, cái tên. Wow, chị pha cao hả? Ừ, chị pha cho em với Lâm Chi nè. Lâm Chi đâu? À, Lâm Chi chút nữa xuống đó chị. Vậy em uống đi, uống rồi nhớ đánh răng nha. Dạ. Cẩn thận đó. Thơm quá à. Lâm Chi, chị làm cacao cho em nè. Uống xong em cũng nhớ đánh răng nha. Em biết rồi, chị khỏi cần nhắc. Nóng chết đi được. Ủa, bộ nóng lắm hả em? Ông ta chị ơi, chị ơi, chị có sao không chị? Chị ơi, có chị, sao không? Chị không sao, chị không sao. Trời ơi, sao nó lan ra to quá vậy nè? Không sao đâu, chị xức thuốc lát là bớt à. Cái này chắc là sẽ để lại sẹo đó. Hay là chị đi bệnh viện đi. Chị bị nhẹ mà, đi bệnh viện làm gì? Nhẹ cũng phải đi chứ. Hay là tại chị không có tiền. Làm gì có chuyện đó. Tâm ý à, cô đi tới ngày mai cũng mới về. Con ở nhà giúp cô lo cho mấy đứa nhỏ nha. Dạ, con biết rồi cô. Lâm Chi, ở nhà phải ngoan nghe chưa? Dạ. Thôi ông đi nha. Dạ. Chú đi nha, ba đi nha con gái. Bye bà. Bye con. Dạ, con chào mọi người. Con chào mọi người. Mọi người đi cẩn thận nha. Chị ơi, em muốn ăn chuối chiên, mình làm chuối chiên ăn ha. Ờ, chắc là để sau đi. Chị còn phơi đồ với lại đi siêu thị nữa. Dạ. Lâm Chi, để chừng nữa chị làm cho chuối chiên cho hai đứa luôn nha. Dạ.